Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Chân dung cô gái tham gia nhiều game show đi cướp ngân hàng 2,1 tỷ đồng. Bước đầu tại cơ quan công an, Thắng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đây Thắng từ quê vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp và sinh sống. Với ngoại hình ưa nhìn cùng cách nói chuyện khéo léo nên Thắng đăng ký tham gia chương trình game show truyền hình thực tế với mong ước thành công để kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng Thắng không thành công và chuyển sang làm nhân viên môi giới bất động sản. Đổi qua nghề mới một thời gian, Thắng vẫn không thành công và lâm vào cảnh nợ nần. Vì thế Thắng nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Ngày 8 tháng 10, Thắng mua bình ga để thiết kế mình giả và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để đi cướp. Khoảng 12 giờ 30 ngày 10 tháng 10, Thắng đội nón lưỡi trai, mang kính đen, đeo khẩu trang che kính mặt, đeo túi xách bắt xe taxi Vinason. Sau đó Thắng yêu cầu tài xế chở tới đối diện phòng giao dịch Trường Vĩnh Ký, trực thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, địa chỉ 98A, đường Trương Vĩnh Ký. Sau đó Thắng yêu cầu tài xế dừng chờ rồi đi vào bên trong phòng giao dịch. Lúc này phòng giao dịch ngân hàng đóng cửa nên bảo vệ chặn, thì Thắng nói vào trong để lấy đồ. Khi vào được bên trong, Thắng đặt túi xách xuống bàn, bên trong có bình ga xăng, dây đèn nháy. Tiếp đó Thắng hô lớn có bom, đe dọa phá khóa và ném một phong bì bảo giao cho tổng giám đốc ngân hàng. Thắng cầm chai xăng tưới lên bàn, yêu cầu nữ nhân viên ngân hàng bỏ 2,1 tỷ đồng vào bên trong. Lấy được tiền, Thắng đi ra ngoài cửa, tới thì cột cửa ngân hàng lại. Sau đó Thắng lên xe taxi chạy về hướng Trường Vĩnh Ký, Gò Dầu. Thắng nói tài xế chạy tới trung tâm thương mại Aeon, quận Tân Phú, đi nhà vệ sinh thay đồ rồi mua một vali để cất tiền. Sau đó Thắng di chuyển qua một trung tâm thương mại khác trên đường Cộng Hòa. Bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết, bắt giữ Thắng cùng tang vật tại đây sau 3 giờ gây án. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo tại đây để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất mà chúng tôi đã cập nhật trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!